Chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiêu Tai Soccer. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật nữa, một người đồng đội tại câu lạc bộ Futsal Lê Hữu Minh. Ok, đó là Đinh Thành Soái Ca. Hi, xin chào các bạn, mình là Đinh Thành, mình hiện đang là cầu thủ của câu lạc bộ Futsal Lê Hữu Minh. Dạ, yeah. Rất vui được gặp các bạn. Ok, Đinh Thành Soái Ca thần tượng nhất là cầu thủ nào nhỉ? Mình thần tượng nhất là cầu thủ vừa mới giải nghệ, đó là Ricardo Kaká. Ha, Ricardo Kaká, Soái Ca với Kaká giống nhau quá ha. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên, thử thách tân bóng nha anh em. Đầu tiên là thử thách tân bóng. Mình đầu tiên mình sẽ chơi tân bóng một chạm với Thành, tân truyền qua một chạm, một chạm, một chạm. Nhiều nhất có thể nha. Ok, rẻ ít nhất là 30 cái nha. Sẵn sàng nha. Okay. 3. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31. Ok, vậy là làm được 34 cái anh em ha. Thật ra là có thể làm nhiều hơn nữa nhưng mà khả năng hôm nay chỉ tới được 31 thôi. Ok, rồi tiếp theo là sẽ thử thách anh Thành là động tác vòng chân qua bóng ATV kép. Ok, em làm thử anh Thành xem nha. Rồi anh Thành ráng làm giống như em, giống như có thể. Và chơi. Ok, làm được không anh? Để anh cố gắng. Dạ. Yeah. Rồi, cố lên anh ơi. ATV kép, ATV kép. 3, 2, 1, thử đi. Wow, tuyệt vời, một lần nữa nha. Wow, quá hay, quá hay. Thử thách tân bóng xong, bây giờ là đến thử thách rê dắt bóng. Không biết là Thành có những cái skill rê dắt bóng nào tủ của riêng mình không nhỉ? Mình thì cũng biết khá là ít skill, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái skill mà mình cảm thấy là mình khá nhất. Ok, rồi bắt đầu đi. Skill gì nè? Ok. Wow, focus, focus nha anh em. Focus, focus. Đó một chiêu tủ của anh Thành nha, một chiêu mà rất là hữu ích, rất hữu dụng, đã từng thấy anh Thành qua người bằng động tác đó rồi. Ok, thì đó là động tác tủ của anh Thành thôi, còn em có một động tác tủ em rất là hay làm, đó là rainbow flick mà Neymar rất là hay sử dụng. Xem anh Thành có làm được giống em hay không nha. Rồi 3 2 1 ơi. Có khó không? Có khó không? Có vẻ hơi khó với mình đấy. Có khó không? Ok, mình sẽ cố gắng. Ok, rồi thử lần nữa nha. Rồi, tiếp theo là thử thách sút chính xác nha anh em. Rồi, em dưới đó, em đứng em quay bóng thế này. Okay. Đó, anh Thành đã sút sút trúng cái bóng đang xoay trên tay em. Okay. Được, đừng có sút trúng ngay đầu em nha. Ok. Ok. Rồi, thử nha. Thử nha. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời, hay quá anh ơi. Mày quá không trúng đầu, mày quá không trúng đầu. Hay không anh em? Đó, nhưng mà chỉ là mới có một cú thôi, còn một cú nữa. Rồi, em dưới đây em sẽ làm stone. Đó, nằm ra giữ bóng bằng gầm giày. Anh sẽ sút trúng vào bóng trên gầm giày của em nha. Ok. 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 Vô. Rồi, chơi đi. Ốc. 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 Ốc.
Ok, một lần nữa nha, một lần nữa. Ráng nhanh Thành nha. Okay. Rồi, chơi. Yeah. Một cú sút tuyệt vời, cú sút trúng ngay trên quả bóng ngay trên chân. May quá không trúng mặt, may quá không trúng người. May quá. Yeah, thử thách sút bóng chính xác đã xong. Bây giờ là thử thách đỡ bóng bước 1. First touch. Có những cái đỡ bóng bước 1 rất hay của Ibra, của Marcelo và của Neymar rồi vân vân và vân vân. Thì giờ có giữ ngực nè. Đó, Neymar nè. Rồi, cầm Marcelo nè. Rồi, sút bóng một chạm ghi bàn luôn. Nhưng mà yêu cầu là trong 4 cái em đều đặt ra cho anh ở ít nhất 2 cái trúng cột. Ủa, xem không? Ok. Anh xem không? Ok, yeah, okay, nha. Ok. Nãy giờ là đỡ bóng bước 1 rồi mới ghi bàn đúng không? Giờ là một chạm ghi bàn luôn. Đó, okay, em chuyền vào một chạm luôn nha. Ok, okay, sẵn sàng nha. Một chạm ghi bàn, anh em thấy Đinh Thành có hay không? Nếu hay thì like cho Đinh Thành nha. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, thử thách cuối cùng hôm nay đó, anh Thành sút bóng rất là mạnh. Thì thử thách anh Thành hôm nay sút knuckleball. Sút nữa là trúng góc da rồi. Ráng vào khung thành, ngay góc da nữa, quá okay. Tuyệt vời. Ok, okay. Tiếp nha, quả nữa nha. Một quả knuckleball ngay góc chữ A của Thành nha. Nếu anh em thấy Đinh Đức Thành hay thì hãy like cho anh Thành nha. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Thi Tai Soccer. Sẽ còn rất là nhiều talent về bóng đá. Ok, mình là Thi Tai Soccer và đây là mình là Đinh Thành. Cảm ơn các okay, bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.